Tại tỉnh Hải Dương, thời điểm này các làng nghề truyền thống đang tích cực chuẩn bị hàng hóa để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Làng nghề hoa Phù Liễn, tỉnh Hải Dương hiện có gần 160 hộ trồng hoa, cây cảnh, với diện tích trên 20 ha. Những ngày này, người dân đang tập trung chăm sóc các vườn hoa để phục vụ thị trường dịp Tết. Hầu hết người dân nơi đây rất phấn khởi bởi phần lớn lượng hoa chuẩn bị đã có thị trường tiêu thụ ổn định hơn. Gia đình tôi dòng đồng tiền vào cốc thì chuẩn bị vào Tết nhưng mà không biết là có kịp Tết không. Nhưng mà cốc thì chắc là trước Tết rồi, cốc chỉ 2-3 là đổ về đấy. Chứ dòng sớm thì rút điện sớm để bán trước Tết, không Tết còn đi bán cây đồng tiền. Hoa ly thì năm nay trồng cũng ít, chỉ có hơn 2.000 cây thôi. Hơn 2.000 cây thì lại bắt đầu bán mất 400 cây ly kép là bây giờ là đang bán. Vì năm nay là năm đầu tiên trồng ly kép cho nên học phí nó hơi cao. Thế là trồng là nó bị sớm nó trượt, còn lại thì là có thể được 70% vào Tết. Còn đối với các hộ sản xuất hương thơm tại làng nghề Tống Xá, năm nay là một năm thuận lợi. Thời tiết nắng nhiều giúp các hộ làm hương thuận tiện trong việc phơi hương. Dù giá cả của các loại nguyên liệu đầu vào có tăng, nhưng sản phẩm xuất, tiêu thụ vẫn ổn định. Thậm chí có khi phải làm tăng ca cả buổi tối mới kịp đơn hàng phục vụ thị trường Tết. Sang cái năm 2022 này thì riêng đặc thù về ngành nghề hương ấy rất phát triển. Trừ 3 năm dịch đi thì như năm nay là bán gấp của tầm 2 hoặc 3 lần năm của bốn năm về trước. Với những người dân ở các làng nghề, thời điểm cận Tết tuy vất vả, bận rộn hơn những ngày thường, nhưng bù lại họ có thu nhập cao hơn để chuẩn bị chu đáo hơn cho việc đón Tết Quý Mão và có thêm động lực gắn bó, duy trì, phát triển làng nghề. Thưa quý vị, tại xã biên giới Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, nơi có gần 100% đồng bào Mông sinh sống, nhiều phụ nữ trong xã đã thành lập mô hình thêu may trang phục dân tộc Mông, làm hàng hóa bán sang Lào và Thái Lan, góp phần tạo thêm thu nhập cho gia đình và đồng thời duy trì bảo tồn nghề truyền thống của dân tộc. Để tạo ra những bộ trang phục truyền thống dân tộc Mông độc đáo như thế này, những người phụ nữ dân tộc Mông phải trải qua nhiều công đoạn, từ tạo hoa văn bằng sáp ong, nhuộm chàm, thêu may họa tiết, đính cườm. Chính vì thế mà mỗi bộ trang phục hoàn thành đều có bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện trong từng đường nét hoa văn. Cái này là nó mình làm thì nó mình vế sáp ong xong là nó mang đi nhựa xong là mới mang đi khâu. Bây giờ này mình cũng bán sang Lào với lại Thái Lan. Thổ cẩm này thì là chị em cũng vừa theo may và vừa đi làm nông được, nên là chị em chỉ tranh thủ vào những lúc nhàm rỗi này, buổi tối này. Nên là đã có nhiều chị em là không đi làm ăn xa thì để ở nhà vừa chăm sóc được con cái, vừa phát triển kinh tế gia đình và cũng có cái nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống. Sau gần 2 năm thành lập, mô hình thêu may trang phục dân tộc Mông ở Nà Bủng đã có hơn 30 hội viên tham gia, đều là những chị em đã có kinh nghiệm trong thêu may trang phục truyền thống. Hiện các sản phẩm trang phục dân tộc Mông ở Nà Bủng được quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ ở trong nước và nước ngoài như Lào, Thái Lan thông qua nhiều kênh bán hàng. Nhờ vậy mà các sản phẩm thổ cẩm này luôn được ưa chuộng. Vận động chị em là tiếp tục tham gia các thành viên để tham gia sản xuất ra là cái số lượng nó nhiều hơn để em sẽ đăng ký nhu cầu cho nước ngoài nó để cố gắng để tiêu thụ giúp cho địa phương để đảm bảo cho cái nguồn thu nhập. Theo định hướng, huyện Nậm Pồ sẽ phấn đấu đưa nghề may trang phục đồng bào dân tộc Mông trở thành sản phẩm du lịch của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khích lệ người dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương.